chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí văn hóa xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân cho em đó là chủ đề của chương trình được trường tiểu học Thống Nhất A thành phố Biên Hòa tổ chức nhằm tiếp thêm niềm tin cho học sinh trong cuộc sống, tiếp thêm ý chí để các em học sinh nói chung, các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên và học tập tốt. Với tinh thần tương thân tương ái và mong muốn được sẻ chia những khó khăn cùng với học sinh, góp thêm hương sắc mùa xuân trong dịp Tết, trường tiểu học Thống Nhất A thành phố Biên Hòa cùng với hội cha mẹ học sinh và đơn vị tài trợ đã tặng 100 phần quà Tết, mỗi phần 500.000 đồng dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, và trao 6 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Với ý nghĩa giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, thì hướng đến các em, giúp em đón một mùa xuân vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc, thì được sự hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cũng như là các mạnh thường quân và đặc biệt là công ty du lịch Viettravel, thì nhà trường tổ chức cái phong trào trao quà cái mùa xuân, chương trình mùa xuân cho em, trao 100 suất quà với trị giá là hơn 50 triệu đồng. Thì qua chương trình này, nhà trường cũng muốn gửi đến các em một phần quà và giúp cho các em cùng gia đình đón một mùa xuân vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì qua đây cũng muốn giáo dục cho các em học sinh về không khí truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, và mong rằng cái phong trào này sẽ ngày càng phát huy và đạt nhiều hiệu quả hơn nữa. Vâng, chăm lo cho thế hệ trẻ nói chung, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nói riêng là việc làm thường xuyên của nhà trường. Đây sẽ là ký ức khó phai về nghĩa cử cao đẹp này và về đạo lý thương người như thể thương thân của cha ông ta, là hành trang giúp các em bước vào đời, tiếp thêm động lực phấn đấu học tập tốt, trở thành những người con ngoan, trò giỏi, những công dân sống có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước, xây dựng thành phố Biên Hòa thân yêu ngày càng tươi đẹp, văn minh. Năm mới con kính chúc mọi người mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Tết này con muốn các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, riêng bản thân con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Chúc mừng năm mới. Mùa xuân đem đến sức sống mới, những niềm vui đoàn tụ và là khởi đầu cho những khát vọng. Mùa xuân làm vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa khoe sắc thắm. Trong không gian tràn ngập hơi thở nồng nàn của mùa xuân, những nụ cười của các em cũng đủ làm ấm lòng. Đúng với chủ đề của chương trình Mùa Xuân Cho Em, trường tiểu học Thống Nhất A đã tổ chức một ngày hội ý nghĩa, giàu tính nhân văn, mang đậm màu sắc của Tết cổ truyền dân tộc, giúp học sinh càng thêm yêu quê hương, đất nước và sống có trách nhiệm hơn với quá khứ, hiện tại và cả với tương lai. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động mừng đảng, mừng xuân của Nhà Thiếu Nhi tỉnh, phiên chợ ngày Tết đã được Nhà Thiếu Nhi tỉnh duy trì tổ chức đến nay là năm thứ tư, nhằm giúp cho các em thiếu nhi hiểu hơn về phiên chợ Tết truyền thống của dân tộc. Một không gian sống động của phiên chợ Tết xưa cũ với ông Đồ đã được tái hiện lại sống động, thu hút đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi tham gia. Phiên chợ ngày Tết được Nhà Thiếu Nhi Đồng Nai tổ chức với mong muốn đem lại cho các em thiếu nhi tham quan có cơ hội được trải nghiệm, được sống với không khí rộn ràng của Tết quê xưa. Đây là cái dịp để mà các thầy cô, các anh chị phụ trách sẽ chuẩn bị những cái gian hàng từ thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm khéo tay, gian hàng giới thiệu những cái sáng tác thơ văn của các em. Để mà giới thiệu đến các em cái không khí của ngày Tết cổ truyền của dân tộc như thế nào. Tham gia phiên chợ ngày Tết, các em sẽ được cùng đi mua sắm với ông bà, cha mẹ. Và đây cũng là dịp các em được vui chơi với thầy cô, bạn bè của mình.
nhìn lại một năm các em đã được học hành, đã cố gắng rất là nhiều, thì cái phiên chợ ngày Tết này sẽ là cái dịp để các em có thời gian thư giãn và được chia sẻ những cái kỷ niệm rất là vui trong cái tuổi ấu thơ của mình về cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đến với phiên chợ ngày Tết, các em thiếu nhi không chỉ được xem các tiết mục văn nghệ, được đi mua sắm và thưởng thức các món ăn dân dã tại các gian hàng ẩm thực, mà còn được sinh hoạt sân thơ câu lạc bộ sáng tác văn học thiếu nhi, thả thơ mùa xuân, được ông đồ cho chữ, vân vân. Khi được tham gia phiên chợ Tết ngày hôm nay thì em cảm thấy rất vui và cảm thấy không khí Tết rất là vui tươi và náo nhiệt. Đặc biệt là khi được tham gia hội chợ cùng với các bạn, các anh chị thì em cảm thấy rất là vui. Và đặc biệt là cạnh thay đổi cho chữ, giống như tái hiện lại một cái truyền thống đẹp của người dân Việt Nam xưa. Và em cảm thấy đó là một nét đẹp văn hóa cần được trân trọng. Năm nay thì em mong chúc cho bản thân em và gia đình em có một cái Tết thật vui, bình an. Và chúc cho mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Không riêng Gia Hân mà có lẽ gần 500 em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm, chuyên. Các em đang theo học tại các lớp năng khiếu bán trú, nhà thiếu nhi Đồng Nai cũng đã có một ngày hội ý nghĩa trong những ngày xuân ấm áp như thế này. Điều đặc biệt là số tiền lời bán các sản phẩm của các gian hàng tham gia phiên chợ ngày Tết sẽ được nhà thiếu nhi Đồng Nai dùng để góp vào kinh phí tặng quà cho 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em bán vé số trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong chương trình Xuân Yêu Thương. Trước đó, nhà thiếu nhi Đồng Nai cũng đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương dành cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi tại Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật tỉnh và Trung tâm Hướng Nghệ Cô Nhi Biên Hòa. Tham gia chương trình, các em vừa được nhận quà, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, múa rối và đặc biệt là được tham gia các trò chơi có thưởng. Bên cạnh đó, nhà thiếu nhi Đồng Nai còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa khác như tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình giao lưu xuân nghĩa tình, ngày hội em vui xuân, ngày hội làm bánh tét, vân vân. Các hoạt động của nhà thiếu nhi thì muốn giáo dục truyền thống cho các em. Muốn giáo dục cho các em là các em được vui chơi học hành ngày hôm nay là cái sự lãnh đạo của đảng. Vào mỗi dịp xuân về thì chúng ta luôn nhớ đến cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục các em cái truyền thống đó. Rồi ngày Tết cổ truyền của dân tộc là dịp để các em thể hiện cái sự hiếu thảo của mình với ông bà, cha mẹ, là cái dịp để các em được vui chơi với lại các thầy cô và bạn bè của mình. Bên cạnh đó thì những cái nét văn hóa thì ở nhà thiếu nhi các thầy cô cũng muốn giới thiệu đến các em để các em sống trong một cái xã hội hiện đại nhưng mà các em vẫn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình tạp chí văn hóa xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.